Ok, xin chào cả nhà Hỷ đây. Và ngày hôm nay Hỷ sẽ cùng livestream với anh Johnny Thùng với chủ đề là cách lựa chọn ICO an toàn. Và đây là một cái chủ đề mà Hỷ nghĩ là trong năm 2017 nhiều người cũng đã tham gia ICO, nhưng mà chúng ta biết đâu đó học những bài học nhưng mà nó khá đắt tiền. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta cùng giao lưu và nghe những lời chia sẻ từ anh Johnny Thông. Anh ấy tham gia thị trường khá là sớm và anh ấy cũng phát triển kênh YouTube cũng khá là to và bự. Đây nhá, hình cho bạn xem thử anh ấy này, đó, thấy chưa? Đấy. Ok. Ok. Và nếu mà bạn đang xem livestream này, vui lòng giúp Hỷ cho Hỷ biết được là âm thanh có ok chưa, hình ảnh có tốt hay chưa. Cái camera ngày hôm nay Hỷ đập đập gõ gõ bây giờ nó chạy được rồi nè, mà không biết lát nữa như thế nào, nó có đang chạy nó có tắt hay không thì lát nữa tính nha. Nhưng bây giờ may mắn còn chạy được thì ok, cứ show rồi. Ok, nếu bây giờ bạn nghe âm thanh tốt, vui lòng phản hồi giúp Hỷ, comment giúp Hỷ là âm thanh tốt hay không. Nếu tốt thì comment số 1, nếu mà chưa tốt comment số 2 được không, để Hỷ biết nào. Ok, đây để Hỷ check nào. Ok, và chúng ta đừng quên chương trình Crypto Summit của chúng ta diễn vào ngày mốt nha, ngày mốt tại 202 Hoàng Bảo Thụ, một chỗ cũng trung tâm, rất là dễ để mà chúng ta thuận tiện trong việc đi lại, phương tiện giao thông. Ok, số 1. Ủa, nãy em nói số 1 là gì ta? Số 1 là tốt đúng không anh? Số 1 tốt đúng rồi. Ok, vậy là có số 3 luôn kìa. Mình chưa nói thứ ba mà. Số 3 là sao ta? Còn quá tốt, comment số nào? Ok, tuyệt vời. Đây, Quá tốt và no no comment. comment. Đấy. Ok. Đó. Quá tốt, comment số 1, 1. Âm thanh tốt, nghe rất rõ. Ok, great. Rồi, ngày nay chúng ta có chủ đề là cách lựa chọn ICO an toàn. Hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng thấy có một số các dự án ICO nó cũng thành công, nó cũng đạt được cái việc là lên sàn, thì chúng ta cũng gia tăng được cái lợi nhuận của mình. Nhưng mà ở trong đây hiện tại bây giờ nó cũng có rất là nhiều các cái dự án khi chúng ta mua ICO xong rồi chúng ta cũng bị sấp mặt luôn. Và cho nên là đó là tình trạng hiện thực. Và liệu rằng là trong năm 2018 này thì chuyện gì sẽ xảy ra với ICO? Có những cái thay đổi, có những cái biến động gì? Và nếu như bạn là một nhà đầu tư ICO thì bạn cần những cái lời khuyên gì? Ngày hôm nay Hỷ may mắn được livestream cùng với anh Johnny Thông để mà cùng nhau vấn đáp, giao lưu chia sẻ về cái kinh nghiệm về ICO. Tất nhiên ICO thì không có rành nhiều đâu, nhưng mà chúng ta có người đã tham gia lĩnh vực này rất là lâu rồi và là người chia sẻ những cái dự án ICO. Thì nghĩ là anh cũng sẽ có rất là nhiều các cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học ở trong cái thị trường này, đúng không anh Thông? Đó, Yes. đấy. Và anh ấy hôm nay sẽ song pha chia sẻ cho bạn. Nếu mà bạn thấy hôm nay đây là một cái chủ đề mà bạn cũng quan tâm thì bạn vui lòng có thể comment số 3 đó được không, để Hỷ biết và Hỷ để chuẩn bị cho anh Johnny Thông nhận cái sân khấu này. Ok, đây thành đây, hôm nay văn phòng nhiều bóng thế. Ok, văn phòng phải nhiều bóng lắm. Ok, đây số 3 kiểu gì cũng được nhắc. Anh em muốn một vé tặng Emily mới tặng lúc chiều nhưng em không vào chứ mình được này được. Ok, không sao nha anh Trần Ninh. Lần sau, năm sau thì Crypto Summit tổ chức thì em tới nha Trần Ninh. Ok. Rồi, anh giới thiệu đôi nét về mình trước đi anh Thông ơi. Ok, xin chào tất cả các nhà đầu tư trong lĩnh vực cryptocurrency này trong 2017 cũng như 2018 mới bắt đầu, hoặc những anh chị chưa hề biết về lĩnh vực cryptocurrency này là tiền mã hóa này, thì cái lời chào đầu tiên là chúc các anh chị nghe cái buổi livestream ngày hôm nay vui vẻ nhất, funny nhất, và quan trọng là lập cho mình một vài bí kíp nho nhỏ thôi. Tôi cá là cũng không có nhiều lắm đâu, chỉ một vài cái tí, một vài cái idea lận lưng để anh chị tránh cái tình trạng về những cái ICO mà scam và những cái ICO không được tốt. Và quan trọng là chúng ta có cách nhìn đầu tư nó minh bạch hơn, khách quan hơn. Và biết đâu đó thì với cái ngày hôm nay cho anh chị lóe lên một cái ý tưởng về kiếm tiền trong 2018, và chúng ta sẽ lóe lên một ý tưởng là bắt đầu tham gia thị trường này, và quan trọng là chúng ta bỏ được kiến thức cho mình vào túi,
Và quan trọng rồi, tôi nói rồi, trong đầu tư có kiến thức thì anh chị đánh bạc cũng thành công, mà anh chị mà không có kiến thức thì anh chị sao ạ? Đầu tư thì anh chị cũng như đánh bạc thôi. Và đó lý do tại sao tôi có thích một cái câu nói của cái người rất nổi tiếng, đó là nếu bạn nghĩ là cái buổi giao lưu ngày hôm nay là cái buổi học hành giáo dục đàng hoàng đúng không nào, chúng ta chia sẻ ý tưởng, tuy nhiên thì nếu anh chị thấy rằng cái ý tưởng ngày hôm nay tốt thì anh chị bắt đầu hành trình cho 2018 này. Bởi tôi cá là 2018 thì cái cách đầu tư của chúng ta sẽ khác rất nhiều đấy. Đó là cái lời nói đầu tiên của Trương Liên Thông dành cho các bạn. Tôi rất là vui khi ngày hôm nay được Văn Hỷ kết nối trong cộng đồng KTC kiến thức crypto, cũng như là tôi là Trương Liên Thông trong cái admin của cái cộng đồng CCI, cộng đồng những nhà đầu tư được đánh giá đầu tư những cái dự án ICO, đặc biệt là những coin và ICO mới lên sàn cũng như là pre-ICO. Thì gửi lời chào đến tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Văn Hỷ MC rất là đẹp trai và rất là phong độ và bóng loáng ha. Tôi rất là thích ăn. Anh like. Ok, thích quá. Tới bây giờ thì em mới có dịp để mà có thể cùng anh livestream đấy, rất là thích. Anh năng lượng quá, anh năng lượng lúc khi anh còn năng lượng hơn các em. dữ thật. Chết. Livestream nhẹ nhàng thôi, lên sân khấu ngày 14 tháng 4 này mà các bạn ngày hôm nay có mặt livestream á, thì tôi cá là ngày lên sân khấu sẽ bùng nổ lắm. Đúng cực rồi. Kỳ bùng nổ. Ok. Anh hiện tại bây giờ thì bây giờ anh ở thành phố Hồ Chí Minh hả, Hà Nội anh, hay là ở đâu hiện nay? Thực ra thì một chút xíu là tôi sinh ra ở miền Trung và học thì ở Hà Nội nhưng mà làm việc và mọi thứ ở thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hiện nay đang ở ba miền luôn nhá. Thì thực ra nhiều người không thể nhận ra chất giọng của tôi ở miền Trung đâu, nhưng mà tôi gốc miền Trung á. Và nói thử một vài câu được không anh? Chắc hết nổi rồi. Bây giờ không nói được. Yeah. Cũng là cái này là mất gốc rồi nha, không được rồi nha. Này là bị phạt á. Này ở về quê là bị phạt. Đúng rồi. Ở trong team của em có một vài bạn ở Bình Định đó, nói chuyện rất là dễ thương. Nghe giọng đôi khi có lúc em nghe không kịp, em không biết là họ nói cái gì luôn. Nhưng mà cái giọng nói giống như là giọng hát vậy đó. Tôi biết một vài câu nói ở khu vực Bình Định Phú Yên đấy Hỷ ơi, ví dụ như là tôi nghe hoài với ra đó, ví dụ trong một cái chương trình mà tôi tham gia chương trình speaker và có một số người ở Bình Định Phú Yên Tuy Hòa, người ta đi trễ và họ nói với tôi một cái lý do rất là đáng yêu, so cute, đó là em rất là muốn đến đúng giờ nhưng mà quan trọng là trên đường tới đây em bị cắt cứng ngắc. Tôi bảo là cái đó là cứng ngắc là đúng. Và tôi define ra tôi mới biết là cái gì hôm nay đến và giao thông Việt Nam, giao thông Hồ Chí Minh bị kẹt cứng nhắc. Nhưng mà tôi cứ nghe là cặc cứng nhắc, tôi thành quái, tôi nói đá đời luôn. Rất nhiều người trong khán phòng cười lên. Tôi nói trong đầu là bây giờ cái đó thì cứng chứ sao, không cứng sao mình ăn. Nhưng mà sau đó tôi mới biết là kẹt cứng nhắc, giao thông kẹt cứng nhắc, traffic jam, traffic jam. Ok, rất là vui. Vui thật. Bó tay luôn. Đó giờ em chưa gặp trường hợp nào mà nó bắt đạo thì chưa có anh luôn á. Nghe em có. Bởi vì anh đứng chương trình nhiều và nhiều lúc khán giả đến họ hay nói lý do. Nhưng em rất là thích khi mà tổ chức chương trình ở Đà Nẵng anh. Bởi vì họ tới cực kỳ nhanh và cực kỳ đúng giờ. Yes. Chắc là đặc thù vùng đó ít cơ hội. Và đó lý do tại sao người ta trân trọng chắc chiêu cái cơ hội. Không phải ai cũng dễ đó gì làm tổ chức đâu Hỷ ơi. Bởi vì đơn giản là chi phí bay đi lại, rồi chi phí con người, chi phí tổ chức ở đó. Cho nên khi mà có chương trình người ta quý lắm. Hồ Chí Minh thì quá nhiều, người ta có nhiều sự lựa chọn, Hà Nội cũng vậy. Nhưng mà miền Trung thì rất là quý và họ chất chiêu cơ hội. Họ trân trọng lắm, họ đáng yêu lắm. Có một lần em tổ chức chương trình ở Đà Nẵng ha. Thì em cũng có nhậu ở một cái quán, thì có các bạn sinh viên tới đó. Nhưng mà cái lương nó rất là bèo quá bèo luôn. Là một tháng con 1.000.000 đồng, em biết sao ăn được luôn anh. Mà giao thông thì nói chung là ăn uống rồi này nọ mọi thứ thì em thấy là nó cũng đắt giá, nhưng mà cái việc là nó bị cướp bóc cái sức lao động quá lớn rồi nó khổ quá. Ở thành phố Đà Nẵng luôn nha, ở mặt ăn mặc đồ đẹp luôn nha, rốt cuộc là không có nhiều tiền, khổ ha. Thực ra thì Đà Nẵng tôi lại quen biết cái thành phần hơi bị giàu có,
thành phần đi du học và những người đó mà gốc ngoài miền Bắc mà vô thì rất giàu có, còn những cái dân gốc miền Trung thì rất là đi vào làm lao động thôi. Còn đất Đà Nẵng bây giờ em biết không, là toàn những dân làm du lịch thôi và những người giàu có tụ họp thôi. Bởi vì em mà ra Đà Nẵng em thấy Đà Nẵng có không khác gì giống như kiểu cái đảo của Hàn Quốc, Hàn Quốc ấy. Và cái người Hàn Quốc ở Đà Nẵng rất là nhiều, bởi vì khí hậu, con người, mọi thứ và ở Đà Nẵng sạch sẽ và ngon lành giống Hàn Quốc. Và đó lý do tại sao nếu mà em bay từ từ Đà Nẵng đến Hàn Quốc thì rất là rẻ, cái tour có mấy triệu à, 8 triệu à. Và thực ra thì đất Đà Nẵng bây giờ rất là hot, và quan trọng là anh có góc nhìn khác là Đà Nẵng con người đã đáng yêu và cũng thành phần giàu có cũng nhiều. Tuy nhiên thì dân lao động thì chắc chắn là nghèo rồi, đâu cũng như vậy mà, đúng không em? Đúng rồi. Bắt đầu chưa hay là cứ giao lưu nó nhảm thì nãy giờ khán giả không biết bỏ đi hết chưa ta? Thôi được rồi, nãy giờ cũng nó vui vui đấy, cho nó không khí nó mát, nó nóng nóng xíu xíu để mình có thể vô đề chính cho nó ok mà. Từ nãy giờ warm, từ nãy giờ warm up ngon rồi. Đúng rồi, thế là quá ngon rồi, không cần phải khởi động luôn á. Ok. Ai ông? Đó giờ chưa có ai mà em livestream mà hưng năng lượng của em, nên là hôm nay là em phải khởi động luôn, em mới bằng anh mới được. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề là tại vì vào năm ngoái vào tháng 11 thì lúc đó là rộ lên cái ngoài cái ICO chúng ta có landing nữa, thì nó bị chi phối bởi cái việc là educate thị trường. Hãy cũng có rất là muốn làm những cái video clip nói về ICO, nhưng mà thực chất là mình không có chuyên về nó lắm, cho nên mình cũng không có vốn kiến thức để mình có thể chia sẻ. Thì bây giờ thì cũng không biết được nhận định nó như thế nào trong năm nay với những người mà có nhiều kinh nghiệm như anh Jonathan, thì hãy biết được là cái anh có cái góc nhìn, có cái tầm nhìn về ICO, và anh sẽ cho chúng ta biết một số các cái định hướng gì đó về ICO, cũng như là mình sẽ có một số các cái góc nhìn khác ngoài cái góc nhìn của nhà đầu tư bình thường, đúng không anh Thông? Và yes, nghĩ là anh ấy hoàn toàn có thể giúp cho bạn sẽ có một cái kế hoạch đầu tư trong năm 2018 nó sẽ đi nó chắc chắn hơn, được không ạ? Ok. Và có một số bạn hỏi là đăng ký chương trình Crypto Summit bị lỗi, thì ngày hôm qua vào buổi trưa thì cái hệ thống nó bị lỗi, nhưng mà đã fix vào buổi tối. Bây giờ bạn có thể vào đăng ký được bình thường nhé, sau livestream bạn có thể vào đăng ký bình thường nhé. Ok. Rồi. Vậy thì nếu mà bây giờ bạn đã sẵn sàng thì vui lòng có thể comment số 5 ngay bây giờ, thì cũng có khoảng okay, 20 cái comment số 5 để mà okay, đang điểm này, thì đang điểm yes này. Ok nha. Rất là năng lượng nha. Ok, và ngay bây giờ bạn vui lòng làm ngay lập tức cho Hỷ nào. Thế mà chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Are you ready? Yes. Ok. Yeah. Anh cứ tưởng em đang ở chương trình MC của Crypto Summit ngày 14 tháng 4 này á. Đang ở sân khấu diễn chứ không phải là live stream đúng không? Đúng rồi. Rất là mạnh mẽ, tuyệt vời. Người ta nói có nhiều năng lượng thì ngân lượng sẽ nhiều, điều đó là hiển nhiên, of course. Yeah. Thì em cũng đi tham gia chương trình nhiều mà, nhưng mà Crypto Summit thì sẽ có MC riêng nè, người warm up riêng nè, dẫn chương trình riêng nè, rất chuyên nghiệp như vậy đấy, đúng yes rồi. Nó là một cái chương trình tầm quốc tế, không phải là đơn giản đâu. Ok rồi, vậy thì bây giờ hãy sẽ nhường sân khấu lại cho anh Johnny Thu. Ok, xin chào cả nhà. Chúng ta thực ra thì nói là có kinh nghiệm để chia sẻ thì một chút thôi. Tôi nghĩ thế này, thị trường năm 2017 qua đi thì hầu như anh chị bị cái cơn sóng, cơn bão đó là landing, cơn sóng về mining và staking, và đến hiện nay thì cái việc mining cũng đang có dấu hiệu về scam nữa. Và anh chị em thấy là cái niềm tin về thị trường bây giờ là rất là khó khăn. Những người mà đã tham gia thị trường bị mất thì họ đã bỏ cuộc. Hiện nay thị trường chỉ có cá mập, cá voi chơi thôi và một ít cái quỹ đầu tư thôi. Còn lại những nhà đầu tư gọi là cá nhân personal giống các anh chị và tôi á thì rất ít. Bởi vì cái niềm tin thị trường là không có. Và ICO năm 2018 này báo với Hỷ và các bạn biết là nó cũng rất là kén. Không phải cứ đưa lên ICO, kể cả coi sàn hay là coi công nghệ nền tảng, platform hay là gì đó cũng thắng được đâu. Không phải như vậy. Không phải dễ như 2017 là cứ đưa lên là thắng. 2017 tôi thấy đưa những cái ICO tào lao lên cũng thắng. Thì năm 2018 này nó sẽ thị trường nó định hình lại. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường phải trả lại cái lời hứa
là cái theo cái roadmap của cái những cái ICO mà 2017 đã hứa là tôi sẽ làm cái sản phẩm này, sản phẩm kia. Nhưng mà qua 6 tháng qua đi, 1 năm qua đi, họ có làm được gì đâu. Chưa thấy cái roadmap họ tiến chuyển thế nào hết. Nó cứ dậm chân tại chỗ, và quan trọng là cái sản phẩm thực ra thị trường không có. Và cái niềm tin người ta về ICO là chắc bây giờ mấy ông lại huy động vốn và scam thôi. Cho nên là chắc chắn là cái niềm tin giống như 2007 để thị trường nóng về ICO rất khó. Tuy nhiên không phải như vậy là không có cơ hội. Những ICO nền tảng tốt, những ICO coi sàn, những ICO có tính ứng dụng cao, và những ICO mà có sản phẩm thực chắc chắn vẫn có cửa sống trong 2018 chứ không phải là bứt cửa. Đó là cái điều tôi nói đầu tiên, là thị trường ICO vẫn có cửa cho những người làm đàng hoàng và bài bản. Đó là cái điều tôi muốn nói. Nhưng những nhà đầu tư, cách chơi và cách đầu tư của họ sẽ khác nhiều so với 2017. Đó là cái nhận định đầu tiên. Đó. Và trong cái bộ tiêu chí mà cộng đồng CCI chúng tôi đánh giá, nó có khoảng mấy chục cái tiêu chí, thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn thôi. Tôi không dám giáo điều hay là huấn luyện bạn, training gì bạn. Tôi chỉ chia sẻ, tôi share cho các anh chị một vài cái tiêu chí mà là kim chỉ nam của những cái ICO năm nay, mà bạn nếu bạn muốn đầu tư trong lĩnh vực ICO. Thực ra thì ICO là thuật ngữ cũ rồi các bạn. Bây giờ người ta còn có là IPO, tức là chúng ta làm gì ạ? Nó nói về cái thuật ngữ là blockchain, B ở đây là blockchain á. Thì vừa rồi tôi gặp một cái người ở UK là một cái CEO của một coin sàn trên nền tảng platform ecosystem rất là hay, và tôi còn nghe được thuật ngữ ở Mỹ bây giờ có một cái thuật ngữ rất là mới, nó có tên là SBO. SBO là Secure Blockchain Offering. Tức là sao ạ? Nó đưa ra thị trường cái nền tảng ứng dụng blockchain nhưng mà có security. Anh chị thấy chữ S ban đầu là security á. SBO đây là thuật ngữ rất mới các bạn. SBO là thuật ngữ cực kỳ mới trong năm nay. Bạn search Google, thuật ngữ này cũng chưa có. Đây là một cái great idea của một cái người founder ở bên UK tôi biết được thôi. Tức là sao? Tức là phát hành coin, token, blockchain ra thị trường nhưng mà có bảo chứng bảo đảm của, không phải ngân hàng, của các đơn vị kiểm toán. Mà như thế này này, nó giống như cái chương trình mà DAICO trước đây mà anh chị nghe cái người sáng lập của Ethereum Vitalik Buterin nói á, thì cái SBO này nó còn hơn như vậy nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền các bạn á, nó sẽ được dự trữ trong một cái đơn vị kiểm toán, và cái người admin và cái project đó làm đứng được bao nhiêu theo cái tiến trình nào đó của dự án, thì bạn biết làm gì không? Nó sẽ giải ngân. Cái đơn vị kiểm toán là độc lập, nó giải ngân. Bởi vì sao? Đơn vị kiểm toán nó làm việc dựa trên cái số lượng phiếu bầu voting của các shareholder, chính là các bạn nhà đầu tư cá nhân đó. Thì cái sự secure này, bảo đảm này, nó tránh ba điều. Điều đầu tiên là tiền của anh chị không bị mất. Điều thứ hai là admin không ôm một cục và biến mất mà không làm sản phẩm, bởi vì làm đến đâu mới được giải ngân đến đó. Điều thứ ba, có secure này có nghĩa là nếu dự án fail thì bạn chắc chắn sẽ được trả số tiền còn lại, trừ đi cái số chi phí spend cho dự án, đã chia dự án. Đó. Thì cái Secure Blockchain Offering này là một cái, tôi nghĩ rằng trong 2018 cái thuật ngữ này bắt đầu được nổi cộm nhiều hơn và sẽ được chú ý nhiều hơn. Đó là Offering, đó, Secure Blockchain Offering, SBO các bạn, đó là thuật ngữ rất mới, bạn để ý nha. Còn ICO là chúng ta biết lâu rồi, đúng không? Là phát hành coin ra công chúng thông qua hình thức là nhờ phát hành thông nền tảng gì ạ? Là đưa cái token hoặc coin ra thị trường, bạn là nhà đầu tư cá nhân bạn mua bình thường. Thay vì phải phát hành IPO theo luật chứng khoán thì họ sẽ phát hành là ICO. Đó. Thì tôi tóm lại một vài điểm sau đây để bạn hình dung. Năm nay thị trường sẽ khó khăn hơn, đó là cái nhận định. Và các ICO lên thì tỷ lệ thành công có khoảng 5% thôi. Đó. 5% thôi. Tôi liệt kê cho bạn biết là có một cái bảng để thống kê, là cái bảng này này, thống kê là những cái ICO nào vừa rồi lên và thành công và nhân được là ít nhất là một lần, thì các bạn thấy là có ABT chính là Upflow nhân 2.6 lần, CS tức là credit không biết sao cái này cũng nhân được 6.4 lần, giá từ 0.9 mà sau đó lên đàn là 0.5, hoặc là gì ONT anh chị thấy mà nhân 60 lần tôi thấy khủng khiếp, mà từ 0.2 mà bây giờ lên $4 và có dấu hiệu còn tăng nữa. Quái lạ, cái con ONT này là con quái gì mà tôi đó báo anh chị là nhân 60 lần này. Còn anh chị thấy là One hay là Encash là nhân 8 lần. Đó. Chỉ có ABT, Upblock là nhân 2. Còn anh chị thấy ở trên thì có cái gì?
Có một số cái con thì tôi đánh giá là gì ạ, cũng tôi không biết trong tháng tư này lên một số con, ví dụ là CBT như thế nào. Anh chị thấy vừa rồi là FranZ lên là sấp mặt SML đúng không, hoặc là anh chị thấy như Story qua hay là Live EQ đâu như lên là sấp mặt. Chỉ có những cái con mà tôi vừa kể như Acclub, One ONT là tốt thôi. Đó là cái review về thị trường chung về ICO lên sàn trong cái thời gian vừa qua để bạn hình dung ha. Vậy thì nếu bạn đầu tư trong 2018 này thì một số tiêu chí sau đây bạn nên để ý. Tiêu chí đầu tiên đó là cái ICO đó, ICO đó là ICO liên quan đến lĩnh vực technology, công nghệ, tức là liên quan đến là một là về nền tảng platform á, có nền tảng là được. Chứ còn bây giờ mà coi doanh nghiệp thì cũng rất là khó huy động vốn, bởi vì sao, doanh nghiệp nó rủi ro. Coi nền tảng có nghĩa là sao, cái platform cho những cái nền tảng ICO khác hoặc cái doanh nghiệp khác thì được. Đó đó là cái platform nền tảng. Cái thứ hai là anh chị để ý là nó phải có công nghệ đột phá và có tính khả thi. Ví dụ những ICO mà ví dụ trong lĩnh vực Pornhub, tức là lĩnh vực .com, lĩnh vực Pornhub, lĩnh vực khiêu dâm á, thì những lĩnh vực đó tôi báo các anh chị là rất khó để PR đúng không? Thì những lĩnh vực mà nhưng mà có tính khả thi, bởi vì lượng người mà tham gia tham game người lớn này, cái lĩnh vực người lớn này cũng rất là nhiều, và tôi thấy họ phát hành ICO rất là thành công đó. Vậy thì họ là họ gì, họ liên quan đến cộng đồng đủ lớn hay không, tức là bây giờ họ phải là cộng đồng mà có thực tế. Anh chị thế nào gọi là thực tế ạ? Reality ạ, tức là những cái gì cuộc sống xung quanh bạn, những cái gì cuộc sống xung quanh bạn được không, mà thực tế. Ví dụ đi du lịch này, ăn uống này, không, du lịch này, ăn uống, rồi gì ạ, những cái lĩnh vực về giải trí là có khả thi, và lĩnh vực về nhà ở có khả thi. Còn những ý tưởng mà trên mây quá sẽ không khả thi, Hỷ ơi. Đó là lý do tại sao tôi nói là những cái lĩnh vực tôi đánh giá rất cao. Đầu tiên là công nghệ, thứ hai tôi đánh giá là tính khả thi của dự án. Những ý tưởng trên mây tôi không có ủng hộ, những ý tưởng mà cuộc sống xung quanh mình mà cần đó, thì những dự án đó tôi thấy là rất là thành công, hay nói đúng hơn là positive, là có khả thi á. Và cái tiêu chí thứ ba mà tôi đánh giá đó là có một điều tôi muốn báo với cộng đồng và báo với anh em cộng đồng đang nghe livestream ngày hôm nay, đặc biệt là MC Văn Hỷ đẹp trai, đó là mọi số liệu ở trên website đều có thể làm giả, kể cả Telegram, kể cả host đặt ở đâu, kể cả tên miền, bất kỳ số liệu nào vẫn có thể làm giả. Nhưng mà có một thứ không bao giờ làm giả được, đó là cộng đồng đang talking about, tức là đang nói về cái coi đó ở trên YouTube, ở trên Google, ở những cái kênh mạng xã hội. Mình có thể đo lường tracking được cái việc mà lượng cộng đồng có quan tâm cái chương trình này không, thông qua những chương trình airdrop bounty của cái coi đó ở trên Bitcoin Talk đấy. Thì cái tiêu chí bây giờ á, là cộng đồng quan trọng nhất, cộng đồng ủng hộ là thành công. Cho dù công nghệ nó không có quá xuất sắc, kiệt xuất hay là đột phá thì cộng đồng lớn vẫn thành công. Đó. Không. Ví dụ trước đây những cái cộng đồng lớn như Acclub, người ta nói đầy là scam lừa đảo vẫn thành công. Severmind mới đầu người ta không nói lừa đảo này kia, nhưng cộng đồng lớn ủng hộ cuối cùng vẫn thành công. Hoặc là Electronium mới đầu người ta cũng lừa đảo, nói lừa đảo nhưng mà rồi cũng thành công. Không. Tiêu chí thứ ba là cộng đồng rất là quan trọng. Trong hàng chục cái tiêu chí mà chúng tôi đánh giá thì chúng tôi nói với bạn một vài cái tiêu chí vừa rồi. Đầu tiên là công nghệ, thứ hai là gì, là liên quan đến tính khả thi của dự án, sẽ đến tính khả thi dự án. Thứ ba là cộng đồng có lớn hay không, cộng đồng ủng hộ hay không. Và cái thứ tư mà tôi muốn nói một vài cái tiêu chí nữa, đó là tiêu chí thứ tư, đó là họ có biết cách làm marketing hay không. Báo với các bạn biết là có một cái đồng ICO có đến từ UK và nó triển khai thị trường hiện nay, thì nó đi một cái kênh rất là hay, là nó thông qua các influencer, tức là những người có sức ảnh hưởng trên YouTube, blogger hay là những cái người influencer đó, thì nó chi một cái lượng tiền nho nhỏ ban đầu cho người ta nói về cái token, cái coin này, để người ta seeding, tức là người ta làm seeding rất giỏi ở trên social media. Ngoài chương trình bounty và airdrop ở trên Bitcoin Talk thì người ta làm seeding rất tốt ở YouTube, ở blogger, ở những cái kênh social media. Thì họ làm như vậy và tạo ra hiệu ứng là gì ạ? Nhiều người bàn tán thì tự nhiên thấy là người ta thấy hot và người ta bắt đầu invest. Và trong vòng họ raise vốn từ ngày 31 đến hiện nay mới có khoảng 10 ngày thôi, mà họ raise vốn được gần 5 triệu đô rồi, họ bán được hơn 10 triệu token rồi. Đó là cái sự thành công, và các bạn biết là đó là họ biết cách làm marketing. Họ biết bởi vì sao thời gian vừa rồi là bạn thấy là Facebook, Google và nó hạn chế cái việc quảng cáo ICO đúng không?
Và đó là cách mà rất khó để tiếp cận cái bạn ở trên nền tảng Facebook hoặc là một phương tiện mạng xã hội khác, đặc biệt là Google hoặc là Facebook. Thế thì có một cái đối tượng khác đi qua, đó là đối tượng mà làm seeding ở trên YouTube, đó là YouTuber và blogger. Họ đó là đối gọi chung đó là influencer, là người có tiếng nói ảnh hưởng và nói một cái thông tin mà được người khác chú ý và nghe. À, ví dụ như bạn thấy là giống như là Mark Free chẳng hạn, là cái người mà ông chủ của phần mềm diệt virus á, ông đó mà nói cái gì là ảnh hưởng đến cái lượng cộng đồng ngay, đúng không nào? Bạn biết ông Mark Free không? Bạn biết ông đó không nào? Ông đó là cái người có sức ảnh hưởng, ông ta tweet một cái ở trên Twitter thì lượng người quan tâm rất là lớn. Đó là cái tiêu chí thứ tư. Tôi nói một cái nữa thôi, trong hàng chục cái tiêu chí có thể tôi sẽ nói với bạn vào chương trình 14 tháng 4 đấy, hãy có mặt chương trình đó bằng bất cứ giá nào nhá, bởi vì còn nhiều thứ hay ho chia sẻ lắm, không thể nói hết được. Tôi nói bốn cái rồi, khoảng cái thứ năm tôi bonus tôi nói thêm, đó là tôi đánh giá theo cái ekip triển khai dự án, tôi gọi là dev team, thì viết tắt của cái từ gọi là develop team, tức là cái đội ngũ phát triển. Coi trên cái profile của họ ở trên LinkedIn, ở Facebook, ở Twitter, thì họ có số má không, họ có kinh nghiệm experience không, họ có cái profile background tốt không, thì những cái đó làm cho tôi chú ý. Ví dụ họ có nền tảng IT tốt hoặc đã từng làm Microsoft, IBM hoặc là làm trong lĩnh vực về IT, về blockchain hoặc trong lĩnh vực về coder, thì đó là những cái điều mà tôi báo bạn là tôi quan tâm. Và quan trọng là họ sẽ làm gì, họ sẽ public cái thông tin của họ ra, cái profile họ public một cách chính thống và được test, được verify là họ triển khai dự án, chứ không phải là tạo một cái profile ảo và nói là của dự án đó để scam, để huy động vốn và tháo chạy. Cho nên đó là năm cái tiêu chí tôi đánh giá rất là quan trọng, và tiêu chí quan trọng nhất là có cộng đồng lớn và cái lượng gọi là cái người gọi là dev team, develop team, thì tôi đánh giá cao hai cái tiêu chí đó trong năm tiêu chí tôi vừa đưa ra. Tuy nhiên có hàng chục tiêu chí khác tôi không xét về yếu tố là họ dựa đến nền tảng nào, blockchain nào, hay là họ dựa đến platform nào, tôi chưa nói, bởi cái đó là về technology rồi. Nhưng mà hỏi thử là bao nhiêu người Việt Nam có thể đọc được code ở trên GitHub, có thể đọc được thông tin về smart contract hay là test được cái code của họ, rất là ít người Việt Nam, đúng không nào? Tôi đang xét về những cái tiêu chí mà người Việt Nam có thể nhìn thấy mà trực quan được, chứ còn bạn không phải là một coder, tôi cũng không phải là một coder, tôi không test được những yếu tố về code, về code đó. Cho nên tôi chỉ nói với bạn là năm cái tiêu chí đó, nếu bạn có ý định đầu tư trong 2018 này thì năm tiêu chí đó rất là quan trọng trong hàng chục cái tiêu chí đánh giá mà một ICO cần phải có, rất nhiều lắm. Tuy nhiên giống như bạn là đầu tư chứng khoán vậy đó, đầu tư chứng khoán bạn biết không, tôi đã từng học đầu tư chứng khoán trước đây của rất nhiều chuyên gia chứng khoán, kể cả nước ngoài, kể cả Adam Khu đào tạo chứng khoán tôi học, và có một cái điều bất ngờ xảy ra, đó là mất một tuần để có thể test được là một cái mã cổ phiếu có giá trị hay không. Vậy thì làm ICO đầu tư cũng vậy thôi. Trước đây bạn biết ICO là dành cho ai không? Dành cho những người đánh giá mà một ICO cần phải có, rất nhiều lắm. Ủa sao nó vọng lại ra? Ok, tiếp tục các anh chị. ICO trước đây là chỉ dành cho cái người nào bạn biết không? Đó là cái người biết thẩm định dự án và biết coi cái thông tin nó ở trên ICO Trend, ICO Holder hoặc ICO Rating hoặc là Bitcoin Talk. Trước đây chỉ dành những người biết tìm hiểu và đầu tư thôi. Còn hiện nay thì nhà ở Việt Nam đầu tư ICO nhiều, bởi vì đơn giản thôi là sao? Là đơn giản bây giờ là ICO được nhiều người đầu tư, bởi vì sao? Có nhiều người review cho bạn nắm ICO tốt như thế nào, và quan trọng là bạn có thông tin nhiều hơn, bạn lấy được thông tin nhiều hơn trên internet, get information on the internet, tức là bạn gì ạ, nắm được thông tin nhiều hơn trên internet bạn đầu tư. Đó lý do tại sao tôi nói là năm cái tiêu chí đó rất là quan trọng trong 2018 này. Nếu tiếp tục đầu tư vào ICO, hãy nhớ coi nền tảng là tốt, coi doanh nghiệp thì chưa chắc, và coi sàn. Ví dụ bạn thấy năm qua như coi BNB, coi của Hobi, coi của Bebop, coi của gì ạ, Binance, anh chị thấy là rất thành công. Thì năm nay có thể coi sàn, các anh chị có thấy là một số cái coi sàn cũng đáng chú ý. Tuy nhiên những cái tôi đang kỳ vọng những cái nền tảng blockchain 3.0 ra đời để tôi đầu tư. Anh chị thấy blockchain 1.0 như Bitcoin, blockchain 2.0 như Ethereum, và blockchain 3.0 vừa rồi người ta đồn là Upblock ABT ấy, tôi cũng chưa thấy cái sự hiện diện của cái này. Đặc biệt là bây giờ có cái nền tảng của Silvermine, cái nền tảng blockchain của Silvermine, tôi đang kỳ vọng nó có thể thông minh hay không. Tôi đang kỳ vọng cái blockchain 3.0.
Thì bây giờ năm nay anh chị đầu tư trong cái mảng về ICO công nghệ nền tảng hoặc là những cái nền tảng blockchain mới thì vẫn có cửa thắng. Đó. Và bạn nghĩ rằng ICO là một cái trong cái danh mục đầu tư của bạn, ICO chỉ là một trong danh mục đầu tư của bạn thôi. Năm qua có rất nhiều người chết về lending và staking bởi vì đơn giản thôi. Khi tôi hỏi là bạn đã tối đa hóa danh mục đầu tư của bạn chưa, họ trả lời rằng tôi đã tối đa hóa danh mục đầu tư của tôi rồi. Tôi đã đầu tư 40 coin của lending. Tôi nói 40 coin lending không phải là tối đa hóa cái gì danh mục đầu tư portfolio của bạn, mà đó chỉ là một giỏ thôi. Chẳng qua là sao bạn gì phân ra là trong một giỏ nhưng mà phân ra nhiều ngắt thôi chứ không phải là nhiều giỏ. Một cái danh mục đầu tư tốt đó là danh mục đầu tư gồm nhiều hạng mục, ví dụ như là anh chị mua ICO, anh chị làm lending, anh chị trade coin, anh chị hold coin, thì nếu nó chết cái nào, chết cái giỏ nào thì cái giỏ kia nó bù lại, thì cái danh mục đầu tư của bạn gọi là cân bằng, nó gọi là cân bằng, balance, cân bằng. Thì tất cả những quỹ đầu tư lớn như Capital lớn trên thế giới đều phải tối đa hóa danh mục đầu tư như vậy. Chết cái này có cái kia chứ không phải là bỏ 40 coin sàn lending gọi là tối ưu hóa, không phải như vậy, không phải là tối đa hóa nha. Cho nên bạn để ý, cho nên ICO năm nay là bạn phải cân nhắc là ICO nền tảng tốt và quan trọng là được marketing tốt, đội ngũ dev team phải hoành tráng và có số má, và nói chung là phải xây dựng thực. Đó là cái tiêu chí tôi nói. Chút nữa thì Hỷ sẽ hỏi thêm một vài cái thông tin, tôi sẽ nói tiết lộ nhiều hơn. Nhưng mà trong hàng chục tiêu chí tôi đúc gọn lại 5 cái tiêu chí vừa rồi tôi nói cho các bạn hình dung. Có thể tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong Crypto Summit 14 tháng 4 này. Hãy có mặt đầy đủ nhé. Hỷ sẽ dành ưu đãi cho các bạn tối nay, những anh chị có mặt và nghe live stream này. Hãy có mặt một chương trình ngày 14 tháng 4 thì tôi sẽ nói nhiều hơn. Bởi vì năm qua tôi thú thật với các bạn, tôi tâm sự mỏng chút xíu nha. Là tôi đầu tư 50 coin ICO. Năm qua tôi đầu tư 50 ICO. Và bạn biết là tôi thắng bao nhiêu ICO không? Năm qua thì thú thật là lending tôi vẫn, thú thật là tôi vẫn có đầu tư một vài con. Nhưng mà quan trọng là tôi vẫn thoát được. Nhưng mà ICO tôi lại thắng đậm ở Electronium, Silvermine, rồi rất là nhiều con về ICO năm ngoái. Tôi lại chốt được rất nhiều tiền bởi vì tôi đầu tư lớn. Và quan trọng là quản lý vốn tốt là thắng thôi chứ không giỏi giang gì đâu. Thực ra có một cái người nhà đầu tư ở bên Úc có tên là Fulton. Ông ta nhắm mắt và đầu tư 100 cái ICO. Bất kỳ ICO nào list lên trên ICO band là ông ta đầu tư. Chỉ cần rate của nó là điểm của nó, rating là trên 4 thôi. Ông ta đầu tư 100 con ICO, ông ta làm một cái bài test. Và tôi đang kể cho bạn nghe đây. Ông ta tên là Fulton ở bên Úc. Và có một cái sự thật bất ngờ là ông ta đầu tư 100 con nhưng mà không cần có một chiến lược nào để đầu tư cái coin, cái ICO đó cả. Chỉ cần là lên list lên sàn trên ICO band là ông ta đầu tư. Và sau đó thì, nhưng mà cái cách quản lý vốn ông ta rất là lạ lùng, đó là ông ta nó chỉ cần lên sàn và chỉ cần tăng trưởng khoảng 60 đến 100% thôi là ông ta take profit, tức là ông ta TP. Cái thuật ngữ trong Forex gọi là TP là take profit. Và ông ta cứ làm như vậy. Và 100 con thì có con lên, có con không lên, và cứ con nào lên thì ông ta TP là theo tỷ lệ là X1, tức là 100%, hoặc là 0,6, tức là 60% vốn là ông ta TP hết. Và ông ta tổng kết lại, ông ta đầu tư 100 con, không một chiến lược nào, không cần test những tiêu chí tôi vừa nói. Nhưng mà tổng kết là cuối cùng 100 con thì ông ta đầu tư, và cuối cùng tổng kết lại là số tiền của ông ta lớn hơn và dương, và ông ta nhân được 60% tài sản, tức là ông ta lời 60% tài sản cho một cái kỳ đầu tư ICO 100 con. Thì qua cái ví dụ vừa rồi để tôi nói với bạn một điều rằng tiêu chí đánh giá ICO là chỉ là tham khảo thôi. Bởi những đó, mọi tiêu chí là tham khảo thôi. Quan trọng ở trong đầu tư là quản lý vốn, mà tôi nói bằng một chữ M á, có tên gọi là money management, tức là gì, quản lý vốn, quản lý tiền của bạn là quan trọng nhất. Báo bạn biết, có một người bạn của tôi đầu tư vào Davo. Lúc nó lên thời điểm 182 á, là người ta không chốt, tức là cái lãi được trả mà không chốt. Và sau đó người ta kỳ vọng cái đồng Davo này lên khoảng 500 như Bitcoin X, và cuối cùng nó không lên 500 mà nó chết luôn, và bây giờ như rác á. Và đáng lẽ người ta đã, nếu mà TP tốt, tức là quản lý vốn tốt, tức là chốt về BTC, đưa về ví Nano S, ví lạnh của mình, vậy thì cậu ta đã lời rồi và coi như là thoát được rồi. Nhưng mà rốt cuộc là sao, mất trắng cái số tiền đầu tư luôn và còn mang tiếng nữa không. Cho nên tôi báo các anh chị là quản lý vốn quan trọng cực kỳ trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là trong ICO. Và vừa rồi tôi có đăng lên Facebook á, là tôi muốn chốt cái đồng crypto của crypto là ở giá 0.01. nhiều người nói rằng quái lạ, cái đồng này là đang bán ICO 0.01, anh chốt 0.01 thì anh còn lời gì nữa.
Thì câu trả lời là quản lý vốn rất là quan trọng, và tôi hài lòng với 60% lời, bởi vì lúc mà mua tôi được bonus là 60% trong thời kỳ pre-ICO đầu. Và bây giờ chỉ cần lên sàn giá bằng 0.01, tôi chốt toàn bộ và là chốt 99%, thì tôi đã lời 60% tài sản của mình và tôi bỏ về ví lạnh của tôi. Hãy nhớ một điều rằng tiền trên thị trường không phải là tiền của bạn. Hãy nhớ điều đó. Tiền trong ví của bạn, Nano S, mới là tiền của bạn. Đừng có nghĩ nó lời, nó đang ở trên thị trường market mà bạn nghĩ nó tiền của bạn nhé. Không phải đâu. Bởi vì sau một đêm nó có thể về mò và mất trắng. Tiền của bạn trong túi mới là tiền của bạn. Tiền ở trên thị trường không phải là tiền của bạn đâu. Và tôi nghĩ rằng tôi đã quản lý, tôi sẽ chốt cái CBT này ở 0.01. Đó là cái sự thật. Bởi vì sao? Tôi hài lòng với số lời 60% hoặc 80% rồi, tôi không cần hơn. Đó là cái sự thật tôi báo với bạn biết. Ok. Đó, một vài cái tâm sự nhỏ nhỏ mỏng vậy thôi cho anh chị nắm sơ bộ. Tôi còn nhiều câu chuyện kể lắm, đặc biệt là sẽ kể nhiều hơn trong 14 tháng 4 này nha. Thì còn giao lưu còn là thêm với anh em cộng đồng đang lắng ngóng livestream này. Bây giờ cũng nhiều câu hỏi lắm á. Thì ví dụ như là thì cũng có một chút xíu thông tin về con ONT hôm trước, tìm cũng có nghiên cứu cũng khá là vui, khá là fun. Ok. Nó đúng với cái từ khóa anh chia sẻ đó, chính là nó thực tiễn. Thì lúc trước có rất là nhiều các cái dự án mà nó lên cái ý tưởng là ứng dụng, giống như là khoảng năm ngoái thì em có nói mà là ứng dụng của blockchain cho cái y tế, cũng như tất cả các ngành đó. Thì ONT nó sẽ làm được cái việc đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó làm ra database. Bây giờ tất cả bệnh viện phải sử dụng cái nguồn database này là trên blockchain, và nó sẽ identify, nó sẽ định danh tất cả mọi thứ, nó sẽ lưu trữ, rồi nó sẽ kết nối thông tin để là công khai thông tin làm thế nào đó. Nếu mà ai đồng ý thì nó sẽ công khai hết. Thì ví dụ như bây giờ anh đang ở bệnh viện này, nhưng mà bây giờ anh lỡ anh chuyển cái chỗ khác, anh phải đi bệnh viện khác, bệnh viện khác vẫn có cái thông tin, có cái hồ sơ bệnh lý của anh, bệnh án. Thì cái việc làm như vậy thì nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian và nó sẽ minh bạch, nó không có bị lộn xộn. Rất là hay. Hay. Đó là tôi đánh giá khả năng gọi là positive, tức là tính khả thi dự án rất là thành công. Và hầu như dịch vụ giáo dục, y tế này, những cái sau đây mà rất là khả thi này, giáo dục này, y tế này, du lịch này, khách sạn này, bất động sản này, nói chung là những lĩnh vực mà tiêu dùng này, ăn uống này, hoặc lĩnh vực ẩm thực này, là những cái thứ mà ứng dụng blockchain là rất là thành công. Còn tiền mã hóa hiện nay ứng dụng về thanh toán chỉ là một cái ngách nhỏ trong cái ứng dụng về blockchain thôi. Cho nên là ứng dụng blockchain có thể tối đa hóa mọi thứ trong cuộc sống này. Tôi còn nhớ một cái đất nước ở châu Phi mà rất là tiên tiến, tức là mang tiếng châu Phi, một nước nghèo da đen mà rất là tiên tiến, là họ bầu cử bằng thông qua hình thức và vote ở trên blockchain. Tức là họ dùng cái công nghệ blockchain để vote bầu cử, để không thể thay đổi được kết quả. Không có một cái đơn vị nào có thể kiểm soát và quyết định cái số phiếu bằng cái việc là từng lá phiếu của người dân sẽ được ghi lại ở trên smart contract, ở trên blockchain, và không thể thay đổi. Và cái nước đó là một nước khá tiên tiến, mặc dù là châu Phi, nhưng mà kể cả Mỹ cũng không dám bầu cử qua blockchain mà. Thì đó là cái điều mà tôi báo với các bạn biết, đó là blockchain trong ứng dụng trong bầu cử cũng rất là tuyệt vời, chứ không phải là ứng dụng trong y tế, nhiều cái khác. Đúng không hề? Đúng rồi. Ok. Có một cái quốc gia hình như là 1.500.000 dân, hôm trước em có nói chuyện với anh Mitchell Venezuela hay gì phải, cái nước kia tiền nào em không nhớ nữa. Ok. Có 1.500.000 dân dùng tất cả là blockchain hả? Hay. Quá tuyệt vời. Bây giờ Dubai chính phủ đó là gọi là government, đó gọi là chính phủ gì blockchain mà. Blockchain trong lĩnh vực về chính phủ luôn, là gọi là chính phủ thông minh, gọi là gì ạ? Smart government, đó là chính phủ rất thông minh dùng blockchain toàn bộ. Nghe nói nó đang test gần 3 triệu dân của nó là cấp ID cho quản lý, giống như kiểu bạn coi ở trong những bộ phim về khoa học viễn tưởng á, tức là mỗi người một ID kiểm soát mọi thứ, thông tin bệnh tật, ăn uống, y tế, mọi thứ trên blockchain. Và chính phủ có thể là gì ạ? Là biết được cái bộ gen của cái người đó luôn. Vừa rồi tôi vừa ở Dubai về, cách đây khoảng 2 tuần tôi ở Dubai về mà. Tôi đi bên đó và tôi tham dự một cái có chương trình có tên là Blockchain Summit ở bên đó, của một cái những cái ICO và những cái blockchain summit nói về blockchain ứng dụng cuộc sống. Và chính phủ của Dubai thì hiện nay là một trong chính phủ mà thông minh nhất và mở nhất trong lĩnh vực blockchain này, và cực kỳ thành công. Tôi cá là Dubai sắp tới là nó là cái nước phát triển nhất trong nền tảng ứng dụng blockchain. Hồng Kông không được, Singapore không được, đặc biệt là Mỹ thì càng hiện đi sau. Tôi đánh giá Mỹ không cao trong cái cuộc đua về blockchain này. Bởi vì bây giờ nó không ra luật cái privacy cho cái người phát hành token trong lĩnh vực về ICO nữa. Ở Mỹ rất là khó khăn, ở China thì càng khó khăn, Singapore cũng vậy.
hoặc là một số nước như Ấn Độ cũng vậy. ICO người ta còn cấm mà, thì huống hồ gì sẽ phát triển. Còn lại ở Dubai, bạn biết tại sao những cái nền tảng công ty ICO đều đặt tại Dubai? Vậy rất nhiều người nói rằng ui Dubai chắc giàu nhiều dầu mỏ. Không phải đâu bạn ơi, tôi báo bạn biết là dầu mỏ hiện nay quyết định có 2.71% GDP thôi Dubai á. Số còn lại đến từ đâu? Số còn lại là đến, đó là đến từ đâu biết không? Đến từ du lịch. Và đến từ đâu? Đến từ dịch vụ tài chính. Dubai là một trong những cái nước mà làm dịch vụ tài chính rất là tuyệt vời. Và quan trọng là gì? Quan trọng là lĩnh vực về du lịch. Và tôi nói du lịch và tài chính là hai cái mảng tốt nhất của Dubai hiện nay để giúp cho nó là số 1 hiện nay. Và chính phủ rất là thông minh, ứng dụng blockchain quản lý hết. Và bạn biết không, người ta khuyến khích người dân lập khởi nghiệp startup trong lĩnh vực ICO đặt trụ sở tại Dubai, đặc biệt là mở văn phòng tại Dubai. Bởi vì sao? You know why? Bạn biết không, tôi có một cái ví dụ rất là hay, đó là bởi khi đặt tại Dubai thì nó đánh thuế bạn tax là bằng không, tức là không có thuế doanh nghiệp giống như Việt Nam 20% đâu, không phần trăm nào. Nhưng bạn phải lấy một cái gọi là cái người gọi là local license, tức là bạn sẽ phải cưa một cái người local, tức là người bản địa Ả Rập vào trong cái giấy phép của bạn, license của bạn, thì mỗi một năm bạn trả khoảng $10,000 cho cái license đó là xong. Vậy thì sao? Vậy thì nó khuyến khích bạn vào, nó không lấy phí và thuế, nhưng bạn phải nuôi một công ty, nuôi một người gì? Một người Dubai, đó là sự thông minh đúng không? Và hiện nay Dubai có khoảng bao nhiêu ạ? Có khoảng 10 triệu doanh nghiệp. 10 triệu doanh nghiệp đặt trụ sở văn phòng ở đó mà có 3 triệu người Ả Rập thôi. Gọi là UAE, tức là United Arab Emirates á. Thì bạn biết là các tiểu vương quốc Ả Rập hiện nay là có 7 quốc gia. Thì tôi báo các bạn biết có gần 3 triệu người à, mà 10 triệu doanh nghiệp đặt tại đó. Báo anh chị biết là cực kỳ giàu. Và hầu như ứng dụng blockchain, đó là cái nói toàn cảnh cho bạn biết về những cái nước mà tôi đã đi qua. Cái bốn cái nơi mà cái bốn trụ cột tài chính thế giới, đầu tiên đó là London, thứ hai là Singapore, thứ ba là Hong Kong, thứ tư là ở bên Mỹ. Thì hiện nay bạn biết không, là Dubai được vượt lên như một cường quốc về blockchain, đặc biệt là cái trụ cột thứ năm trong lĩnh vực về tài chính, đặc biệt là blockchain. Đó là cái tôi kể cho bạn nghe thêm thôi, chứ nó không nằm trong cái phạm trù câu hỏi nào cả. Ok right. Thế Dubai quá nhanh, quá nguy hiểm. Fast and furious. Đúng rồi. Vừa rồi tôi đứng ở cái tòa nhà Fast Varian gọi là ETH Tower đó, chụp và ăn bánh dát vàng bên cái tòa nhà khách sạn Emirates Hotel á. Cái sạn mà 7-8 sao mà Hồ Ngọc Hà nghỉ một đêm ở đó gần 40,000 đô. Thì nhiều người tôi live stream lên uống cái vàng vào trong người, nhiều người sợ là mà uống vào đó chắc nó cứa bụng. Uống vàng vào người chắc là bể bụng, nhưng mà tôi thấy là đâu có gì đâu, vẫn ngon mà. Đó là cái trải nghiệm rất là thú vị, experience của tôi ở trên đó. Không phải khoe các bạn đâu, đó là trải nghiệm thôi. Em có một câu hỏi, em cũng nghĩ là cộng đồng cũng muốn biết cái câu hỏi này. Ví dụ như là mình sẽ không nói về cái góc độ là nhà đầu tư, mình sẽ nói cái góc độ là người khởi nghiệp, hoặc là cái người muốn muốn tham gia, gọi là mình là một gọi là YouTuber, là gọi là nói lại vậy quên mất rồi. Influencer à? Influencer thì mình bắt đầu như thế nào, và mình phải có một số các cái gọi là cần kỹ năng nào, hay là mình phải bắt đầu như thế nào cho nó hợp lý nhất, và mình có những cái tầm nhìn, hay là mình có những cái gọi là nó giống như là có những cái tư duy nào đấy để mình có thể thành công được, làm được cái này trụ được. Ok, good question, một câu hỏi rất là hay. Thực ra thì ngày 14 tháng 4 này á, là ngày kia đó, hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, kia là thứ bảy, thì tôi có chia sẻ một chủ đề nho nhỏ thôi. Tôi được Kiwi Group, đặc biệt là anh Chu Quang Minh và Chu Văn Hỷ mời nói một chủ đề CCI về một cái nghề mới hiện nay là nghề influencer, là nghề gây ảnh hưởng hay là seeding trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, đặc biệt là Podcast, để giáo dục, educate một số người mới gọi là newbie, là new member bước chân vào thị trường về cryptocurrency này. Thì hỏi là những cái tố chất nào mà bạn để mà biết được mình có phù hợp hay không, đúng không Hỷ? Hay là những tố chất nào, hoặc là biết là mình có làm được nghề này hay không, và nghề này kiếm tiền từ đâu, đúng không? Yes. Thì thực ra thì ngày đó tôi có khoảng 45 phút đến khoảng 60 phút
sẽ nói về chủ đề này. Tuy nhiên ngày mai tôi bật mí nhỏ nhỏ thôi, tôi không thể nói hết bởi chủ đề live stream cũng có giới hạn, trong vòng một tiếng đổ lại không thể nói nhiều hơn. Tôi ngày hôm đó tôi sẽ cho bạn một ý tưởng rất là gì ạ, gọi là crazy idea, ý tưởng rất là điên rồ và rất là tuyệt vời, là bạn có thể bắt đầu mà start nó, bắt đầu nó với số vốn 0 đồng. Và quan trọng đây là một số cái tố chất mà bạn chuẩn bị coi này. Còn ngày đó tôi sẽ nói bạn bắt đầu thế nào và làm ra sao, và tôi sẽ nói bạn là như thế nào luôn và bắt đầu. Còn ngày hôm nay tôi chỉ nói bạn một số cái tiêu chí chúng tôi gọi là personality, tính cách của bạn á. Đầu tiên là bạn thích lĩnh vực mới, cái gọi là bạn thích cái thử thách mới, gọi là make challenge, tức là có thử thách mới là bạn thích. Và cryptocurrency là một lĩnh vực thử thách mới, bởi vì sao? Không đào tạo ở trường đại học, bất kỳ trường đại học nào cũng không đào tạo về lĩnh vực cryptocurrency này, kể cả chính phủ, cái người quản lý cái việc này cũng không hiểu cryptocurrency là gì, digital asset là gì, hoặc tiền ảo là gì, mà thì làm sao là họ có thể là sao ạ, giáo dục được cho người dân vào trường đại học. Rất ít giáo sư ở Việt Nam biết về lĩnh vực cryptocurrency này. Và thì lĩnh vực này đầu tiên bạn phải có tố chất, đó là thích cái mới, thích lĩnh vực mới là bạn thích, đó là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai là bạn yêu thích cái sự freedom, tự do, be free, tự do, làm việc bất kỳ nơi đâu, không? Bất kỳ nơi nào, do business and everywhere, bất kỳ nơi nào và bất kỳ nơi đâu, anytime, bất kỳ nơi đâu. Đó là bạn yêu thích tự do nha. Đó là cái tố chất thứ hai. Tố chất thứ ba là bạn phải yêu thích cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực về cryptocurrency, tức là lĩnh vực về ứng dụng blockchain. Ở trong lĩnh vực về cryptocurrency là tiền mã hóa, bạn yêu thích blockchain và yêu thích lĩnh vực cryptocurrency. Đó. Và cái tiêu chí thứ tư bạn biết không, đó là bạn phải là người thích giúp đỡ người khác, tức là bạn phải là người gì, thích giúp đỡ người khác, và quan trọng là bạn phải là người có cái tư duy mở và thích giúp đỡ người khác, tức là bạn là cái người influencer. Mà influencer tiếng Anh và tiếng Việt dịch ra là gì ạ, cái người có sức ảnh hưởng, hay nói đúng là có tiếng nói, nói nôm na là có tiếng nói. Ví dụ bạn nói cái gì có người nghe, gọi là có tiếng nói. Mới đầu bạn được ảnh hưởng có một người thôi, sau đó là 3 người, 5 người, 10 người, và sau đó 100 người, và sau này bạn lập được một cái kênh YouTube khoảng mấy chục ngàn người, thì lời nói của bạn có ảnh hưởng lên vài chục ngàn người. Ví dụ như người sáng lập của Ethereum bây giờ là Vitalik Buterin thì có ảnh hưởng hàng triệu người trong giới đầu tư cryptocurrency, đặc biệt là trên nền tảng Ethereum platform, thì cái đó gọi là influencer. Đó. Vậy thì cái tố chất thứ tư mà tôi vừa nói với bạn đó là tố chất là gì? À, thích giúp đỡ người khác, hay nói đúng hơn là thích nói tiếng nói của mình để cho người khác có kiến thức, để cho người ta cái kiến thức đó để đầu tư, hoặc là rút kinh nghiệm, hoặc là tránh được scam và lừa đảo. Đó. Và cái thứ năm rất là quan trọng, thứ năm này cực kỳ quan trọng, đó là cái người làm cái nghề này á, cái nghề mà influencer này, cái nghề mà nghề cryptocurrency influencer gọi tắt là CCI á, thì có một cái tố chất nữa là rất chỉ phải chính trực, tức là integrity, tức là phải chính trực. Integrity là phải chính trực. Chính trực là sao ạ? Tức là đúng nói đúng, sai nói sai, ưu điểm nói ưu điểm, nhược nói nhược, chứ không phải ba phải. Chứ không phải là vì vài đồng người ta offer cho là bạn ba phải, bạn nói tầm bậy bạ hay nói không khách quan. Thì bạn phải chính trực bạn mới làm được nghề này, bởi vì bạn là cái nghề gọi là influencer, là nghề nói ra và có nhiều người nghe và ra quyết định bởi vì cái thông tin của bạn. Cho nên lời nói của bạn rất là quan trọng, không thể nói bậy được. Không phải vì vài đồng tiền offer bạn nói bậy ở đâu, rất là quan trọng ha. Bạn phải chính trực. Nếu bạn không chính trực mà thì rất khó làm cái nghề influencer này. Nghề này nó giống như nhà báo á, mà bạn không khách quan. Nhà báo mà được viết mà ảnh hưởng đến người khác mà không khách quan, mà viết theo kiểu mà tiêu cực á, negative thinking, tức là có cái suy nghĩ tiêu cực á, thì rất là khó làm cái việc mà influencer này. Đó là cái tố chất mà về cái lĩnh vực về chính trực. Và có một cái tố chất cuối cùng đó là gì mà bạn biết không, đó là tố chất thứ 6, đó là bạn phải là người rất chỉ là năng động, dynamic, luôn tìm kiếm cái mới. Bởi lĩnh vực này là muôn vàn kính yêu thông tin, thông tin trên mạng bạt ngàn như bitcoin.com, cái coi telegraph, rồi rất là nhiều kênh thông tin như coi central, rất là nhiều thông tin và hầu như cái nào cũng cái mới. Và nếu bạn không năng động, bạn tìm kiếm thông tin mới liên tục, bạn update liên tục, thì tôi cá là bạn sẽ lạc hậu, bạn không thể theo nổi đâu. Đó là lý do tại sao tôi nói rồi, đó là tố chất cơ bản của cái người influencer này. Và bạn nhắm là bạn có được 50% tố chất này thì bạn nên theo cái nghề này, bạn bắt đầu. Và cái điều kiện gia nhập ngành của, rào cản gia nhập ngành của influencer là zero. Báo bạn biết là không cần cái gì cả, chỉ cần tố chất trên rồi. Còn không nói về bạn có bao nhiêu tiền, không có là bạn đã học trường đại học nào, bạn đã phải tốt nghiệp MBA, Master hay là Expert cái gì chưa, không cần nói. Bạn chỉ cần có tố chất của cái người influencer này là được. À,
và nghề này báo bạn biết là kiếm được tiền đấy chứ phải không, và quan trọng là cho bạn cái thứ không phải mua được bằng tiền, đó là sự tự do. À, còn nhiều thứ hay ho lắm, tôi sẽ nói nhiều hơn ở trong 14 tháng 4, chắc không đủ thời gian đâu, mới nói chơi chơi sơ sơ mà 50 phút rồi. Tôi không biết là live stream ngày hôm nay thì cho bao nhiêu phút chứ bây giờ thấy 50 phút rồi đó. À, 50 phút rồi, và cái thực ra có 12 cái giá trị của cái ngành CCI này, tôi nhá một vài tí trong 12 thôi. Bạn sẽ đi bất kỳ đâu bạn làm việc cũng được. Tôi hiện nay thì thời gian sống Việt Nam của tôi là 1 tháng 2 tuần, còn 2 tuần tôi sẽ công tác ở nước ngoài, đa số ở Dubai hoặc là bên Thái hoặc là bên Malaysia, một số quốc gia mà có blockchain, mà những cái chương trình submit á. Bởi hiện nay tôi đang theo học một cái chương trình là blockchain, tức là để mà được cấp cái bằng tốt nghiệp về nền tảng blockchain, ứng dụng blockchain vào cuộc sống và thực tiễn doanh nghiệp á. Thì tôi đang theo học một chương trình về online training của một cái trường đại học ở bên UK, và sau khi tốt nghiệp thì sẽ được cấp một cái bằng MBA liên quan về ứng dụng blockchain, không phải là code blockchain đâu, tôi không phải là coder, tức là ứng dụng và cái tính thẩm định những cái dự án liên quan ứng dụng về blockchain đó. Thì đây là một cái bí mật, và chắc là ít người Việt Nam cũng theo đuổi cái việc này. Tôi thích cái việc ham học cho nên tôi mới đăng ký học. Thực ra cũng gian khổ là các bạn đi học này kia, rồi bỏ tiền ra, rồi bay ra nước ngoài này kia cũng cực. Thì nói chung là muốn biết thì phải học thôi. Bởi vì tôi nghĩ đơn giản thôi, nếu mà bạn nghĩ giáo dục là đắt thì hãy thử dốt nát đi là biết, đúng không? Thử dốt nát bạn sẽ trả giá nhiều hơn. Bạn nghĩ là cứ giáo dục, nhiều người nói rằng bây giờ bỏ ra 485k hoặc là gần 1 triệu bạc để đi chương trình gì crypto submit là đắt quá, expensive, đắt quá. Thì nếu bạn nghĩ rằng chương trình đó ý tưởng rất tuyệt vời của năm ông mà chia sẻ cho bạn, gợi nhớ cho bạn ý tưởng để 2018 này vượt qua cái bão bùng này, mà bạn nghĩ là có khoảng 20 đô, 50 đô là mắc á, thì bạn cứ thử dốt nát đi, bạn cứ thử không biết gì đi, thử cuộc đời này bạn sẽ trả giá bao nhiêu, có đắt hơn 50 đô không, có đắt hơn 20 đô không. Cho nên đối với giáo dục hầu như tôi không tiếc. Tôi sẽ trích ra khoảng 10-15% cái income của tôi đầu tư invest lại trong lĩnh vực về giáo dục, education. Đó là cái thông tin mà tôi báo các bạn biết. Còn rất nhiều cái thứ hay ho về CCI lắm, chắc phải nói với bạn ở chương trình Crypto Submit rồi. Không đủ thời gian đâu Hỷ ơi, nhiều lắm, nhiều thứ hay ho dạ. lắm. Thì qua. Giá trị của nghề. Em muốn được nghe ngày này. Hả? Em muốn hôm nay là ngày mốt nha. Ok. Nếu mà có cơ hội để nói bạn là cách kiếm tiền CCI thì sao, nhưng mà thôi, để mà kiểu mà bạn phải có mặt để nghe nó mới thú vị. Nếu mà share hết hôm nay thì làm gì còn ai tới. Cho nên là cái giá trị, thực ra thì cái việc bạn có mặt tại sự kiện quan trọng lắm. Thành công ở sự có mặt rồi. Có mặt là thành công 50% mà, đúng không? Sự hiện diện 50% thành công, còn lại là những cái gì bạn mở lòng ngày đó đón nhận thôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng năm ông này chia sẻ thì ông cũng bầm dập nhiều rồi, người ta cũng trải nghiệm nhiều, đúc rút cho bạn. Thay vì bạn làm gì có đủ thời gian trải nghiệm như năm ông, bạn đâu có đủ thời gian và tiền bạc để trải nghiệm như năm ông. Không, năm ông chia sẻ chắc chắn là có, bạn cứ mở lòng open mind là bạn sẽ ghi nhận được vài cái sự hay ho. Còn bạn cứ phải so sánh này kia chắc không nhận được gì đâu. Cho nên cứ mở lòng đón nhận. Bởi vì bạn cứ đơn giản thôi là họ mất hàng năm trời trải nghiệm, đúc rút, nói ra có 30 phút một tiếng trong chương trình rồi, chắc là nhiều thứ hay ho, đúng không nào? Cho nên là bạn cứ mạnh dạn có mặt chương trình là được. Tôi không phải nói để bạn đến chương trình đâu, cái đó là tùy bạn. Nhưng mà chắc chắn là chương trình rất là tuyệt vời. Bởi vì thời điểm này bão bùng như thế này và cái thị trường chưa có hướng xu hướng rõ ràng như vậy, thì chắc chắn bạn phải có ý tưởng. Lúc mà nước lên thì thuyền lên, lúc đó bạn có đầu tư cái gì bạn cũng thắng. Nhưng mà thời điểm này không có xu hướng rõ ràng mà bạn kiếm được tiền thì bạn mới là cái bộ óc xuất sắc. Warren Buffett có nói một câu là không có nói tài giỏi đầu tư gì lúc thị trường lên đâu, lúc thủy triều rút mới biết ai còn mặc quần, đúng không? Hay hay. Warren Buffett có nói một câu rất là hay. Ok, đó thì những câu nói của em anh trả lời khoảng 50% thôi, 50% còn lại chắc hẹn ở Crypto Submit nha. Ok. Ok. Và bây giờ là chính ok, chắc bây giờ là mình cũng hết thời gian rồi anh ạ. Ok, thì chỉ có 50 phút thôi mà anh bắn không cháy cái micro luôn, quá đã, quá phê, năng lượng dồi dào. Đúng năng lượng thật, anh năng lượng thật, giọng nói cũng rất là đã tai, em thích. Ok right. Đúng là sẽ hẹn em ở sự kiện, see you there. Yeah, ok, see you. And after
after the event, we have a leader, gọi là gì ta, dinner, a leader dinner. Okay, high energy, right? Party. Okay. Yeah. Okay. See you start today. Yeah. Yep. Okay. Okay. Còn vẫn còn nhiều khán giả muốn nghe gì đó hơi ơi, ơi còn 116 người à, còn hơn cả 100 người á, khiếp. Càng tiếng okay. trôi qua vẫn còn hơn 100 người đang nghe livestream này. Không biết Hỷ có muốn nói gì với khán giả đang nghe livestream và có cái thông tin gì quan trọng thì Hỷ thông báo với các bạn nhé. Dạ, yeah, okay. Thì hiện tại thì vào còn 2 ngày nữa thôi thì chương trình Crypto Summit cũng được diễn ra rồi. Sau chương trình 14 tháng 4 thì ngày 12 tháng 5 có một cái chương trình Crypto Summit và nó được diễn ra ở Hà Nội. Có thể chủ đề và speaker sẽ khác, nhưng mà thông tin thì sẽ phù hợp hơn đối với cái việc khi mà chúng ta kết thúc cái 14 tháng 4 để xem cái tình hình thị trường và phản ứng lại như thế nào cho cái việc là những cái nội dung đó, xem Hà Nội có phù hợp hay không, và thời điểm đó biết đâu được cái xong cái 14 tháng 4 cái thị trường nó lại lên đỉnh. Lúc đó mình phải tính lại cái cách khác để mình làm việc. Đây nó bão nó qua rồi. Lúc đó là chủ đề ra khơi. Ra khơi chứ phải chủ đề vượt qua tâm bão đúng không? Đúng rồi. Đó. Cho nên là lúc đó thì mình sẽ có một số các thay đổi trong cái chương trình, cho nên là nội dung mình sẽ tự thông báo sau cái ngày 14 tháng 4 cụ thể. Nhưng mà ai muốn đăng ký trước thì cũng có thể bây giờ cũng có thể mà đăng ký tham dự chương trình rồi. Và hầu hết tất cả chương trình Crypto Summit hầu hết là hôm trước thì ngày đầu tiên mà public cái chương trình Crypto Summit thì anh Trung Minh cũng nói rất là rõ là chương trình này hầu hết là tất cả chi phí là nếu như mà có chi phí mà có lợi nhuận thì dành cho việc từ thiện toàn bộ, còn lại là chi trả cho cái việc là thuê hội trường này nọ tất cả các kiểu. Và hy mong là trong chương trình thì lần này sẽ giúp cho cộng đồng có một cái góc nhìn cũng như là mình giải quyết được vấn đề của mình ngay tại điểm này vì nó rất là gấp rút. Thực ra okay. thì điểm này có những chương trình như Crypto Summit thì rất là hay cho cộng đồng nhà đầu tư và đặc biệt là trader, bởi đơn giản thôi họ sẽ nhận ra thị trường bây giờ cần phải làm gì và sẽ làm gì trong tương lai, bởi vì chắc chắn thị trường hiện nay thì họ không thể thay đổi được cái hướng gió ở đó. Tức là có một câu nói đó là bạn không thể thay đổi hướng gió nhưng mà thay đổi được cánh buồm. Có nghĩa là thị trường vẫn đang ở trong tâm bão và chưa biết xu hướng thế nào. Thì cách tốt nhất là bạn chỉ thay đổi cách chơi của bạn thôi. Chứ không thể thay đổi thị trường được. Thị trường nó vẫn vậy à. Bạn chỉ thay đổi cách chơi mà thôi. Đúng không Hỷ? Đúng rồi. Okay. Rồi thì bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Thì cũng rất là cảm ơn bạn đã theo dõi livestream. Nếu mà sắp tới có dịp thì cũng sẽ thông báo và livestream với bạn tiếp. Thì hiện tại bây giờ cũng đã khuya và cũng đã lấy thời gian của anh Johnny Thông nãy giờ rồi, bây giờ anh cũng phải có một số something to do. So vì thế thì cũng rất là cảm ơn bạn, tại vì bây giờ cũng hôm nay vừa tổ chức cái buổi sinh nhật cho bạn gái cho nên là mình cũng hơi bị đắm đuối. Đấy. Thì okay. cũng thì livestream đến nay cũng là tạm ngừng. Thì ở trong cái này thì để xem nha, nếu bạn quan tâm tới chương trình Crypto Summit và muốn đăng ký, bạn có thể comment xuống bên dưới này, comment xuống muốn đăng ký thì có team sẽ KTC sẽ hỗ trợ cho bạn để làm sao bạn có thể đăng ký cái vé summit. Nghe nói là hôm nay giá vẫn còn rẻ đúng không Hỷ? Bởi vì ngày mai nghe nói giá nó lên gần triệu đó, trước ngày 13 nó lên gần triệu á. Không, tới tới chương trình luôn mới đăng ký thì 1 triệu. Bây giờ 900. Tối nay là vẫn còn ra rẻ đúng không? Tốt. À, đúng rồi. Ok. Thoải mái. Thoải mái. Rồi. Vậy thì ok, cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Lần đầu tiên nói chuyện được livestream được với anh Thông. Hồi đó giờ xem livestream của video của anh thôi. Nhưng bây giờ thì ok, nghe được và nói chuyện được đúng đã luôn. Hay. Thích. Thấy. Giống như là cái người giống như mình thích. Ok. Và hẹn gặp anh trong ngày 14 tháng 4 và ngày hôm okay. đó ai cũng đẹp đẽ thơm tho tươm tất và chúng ta sẽ có một ngày để mà biểu diễn. Oh really? Yeah. Okay. Okay. See you. Yeah, bye bye. Yeah. Okay. Bye. Good night. Và hẹn gặp lại cả nhà. Các câu hỏi thì sẽ livestream những lần tiếp theo, thì sẽ trả lời những câu hỏi tiếp theo nhé.
Hiện tại bây giờ con tim không có nhà, không có làm việc được. Ok. Bye.